Đi đâu? Bắn rồi, hiểu bắn cái bay hiểu. Thôi hỏi đi, tôi bắn rồi. Mình thấy mình bắn chơi được. Ủa tụi nó đéo dám ra khỏi room hết ta. Đó là ai ở đây vậy? Ai vậy, có phim bè bùng cái đạo. Có frost nè, con cuối frost, con cuối frost. Ê, thằng lồn nó chạy ra kìa, thằng lồn nó chạy ra. Chụp ra ai một. Không ai trong xa hết á. Vô đi. Con Fox ở cuối đường, cuối đường. Nãy giờ nó thấy smoke hay gì mà. Chết hết rồi. Smoke ấy gì? Smoke chứ gì chết hết rồi. Sao nó xịt smoke, vừa mới xịt smoke ra nè. À lộn không, frost với full chết rồi. Nice. Đồ má full thấy tao mày mua bắn lấy lại tao luôn à. Frost vô, frost chết luôn. Cảm ơn đục lỗi cho tao. Phải không? Phải trả cho mày không? Full thì chỗ anh. Chết rồi ba. Rồi chết rồi. Nó chạy đâu mà nó bắn tao mà tao đéo để ý luôn. Hai thằng từ từ khoan bắn đi, khoan bắn đi. Đây. Một thằng nữa bảo đảm nó lao ra luôn á. Rồi năm rồi. Rồi hay. Ba luôn. Thôi. Kiếm cách chụp bell A ơi. Vô nổ cửa đi bell. Nó chết mẹ cửa luôn, nó banh mẹ cửa. Full xanh nãy thấy trong bắt rừng của anh. Trong sai. Nó thấy em ơi, nó thấy em á. Ô, Bakari chết rồi mà. À, rồi. Lộp. Chạy ra ngoài nè. Ê, chạy ra ngoài. Ngồi đi. Ai chạy ra ngoài? Qua Kareem nó vừa mới chạy ra ngoài, bắn anh, bắn hùng. Bích nhẹ mà, về bích. Né rồi. Nổ luôn bên kia đi Bell. Ok. Chừng nha. Kì nghe tiếng nè. Nghe tiếng đang bò kìa Bell. Đó, thấy không, thấy nó bắn, thấy nó bắn không? Thấy cái tiền nó đang nằm bắn rồi không? Ủa đó. Đừng ham. Hay, má, bèo ầy luôn. Á, tất nghĩa tới bèo ầy, phải. Ồ, đánh cửa sổ bay ra kìa. Không, tao canh rồi. Đằng sau xe nè.
thấy rồi. Đợi đúc đầu ra. Mới đúc đầu rồi kìa, nãy hả? Rồi thấy rồi. Má được kêu assist. Nó đang lết rồi. Trời ơi, má. Ơ, à, bên bông bề. Ôi, cầm bông đặt đi Huy, Huy. Trời ơi, đây nè, xóa cho ta. Hello Huy thì chứ, cầm bông đặt đi, nhoi nhoi. Có con beo canh còn gì nữa. Mấy đứa em nằm cái nhẹ. Rồi quá em nằm thiệt. Ê, có cái hát á, ai bê cây giùm ấy. Đang gắn cái cục này. Dạ dạ, cứ ngồi với nghe. Mắt tự nhiên bị liệt nút 1, 2, 4, 5 rồi ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh nghe ơi. Gì? Sao vậy? Ra. Có mà đi sâu rồi. Cút ra. Vô đó, hiểu rồi. Cái rồi thầy. Dễ có đục lỗ như cầu thang á nhỉ? Một đứa dính jammer, một con John hay gì đó dính jammer. Ui, đâu rồi. Lầu 2 bắn xuống hay là cầu thang? Lầu 2 bắn xuống, Đừng có biết nữa, chạy đi. Đợi đi xuống á. Nó xuống cái là tự động bắt đầu secure rồi, em lúc đó em chạy ra em bắn. Đợi đi, đừng có biết nữa. Đang đi xuống nha. Quay đâu có gửi chứ. Ơi, mấy bạn chạy hơi quá xa rồi đó. Xuống về tower lại đi, nó đi hướng này nè. Sao barricade lại vậy? Tao gửi trong Discord nghe. Ê, xuống lại đi, nó đi như này nè. Thấy rồi. Man hold. Quay, xuống đi, quay. Quay dưới này như nãy giờ mà nó đâu qua. Nè, trong đây nè. Dưới này có con thằng nè. Không, có bớt hết không. Man hold. Bớt man hôn. Không nhìn được. Bớt man hôn. The fuck. Rồi bớt chết rồi. Nè cái hầm. Phải luôn á, trong nhà, đủ á. Chết rồi. Đây hình như ngay đây nè. Hình như cái đường hầm hay sao á. Đủ anh em bắn đâu mà tự nhiên em hết đạn quá, em ngu vãi lồn, em nạp đạn địt mẹ. Ủa thế đéo là tao đặt rồi mà nó vẫn dính tao. Biết rồi. Đụng phải coi cho đúng tỉnh luôn mà. Huy ơi, tao có gửi dễ Huy. Ngủ luôn. Trời ơi, mấy. Nó có rồi, nó giỡn rồi bà. Cái này nó xinh lắm không à? Vậy gái tàu xinh hơn rồi. Mấy hai thằng trong đó luôn á. Không muốn chào hỏi nó không? Chỉ nó cao đi mà cái là nó chịu chào hỏi ông không? Không được đâu. Nó kêu xuôi rời đắt đi của nó. Phải luôn. Nó kêu xuôi rời đắt đi của nó bắn không? Nó chết mày. Ôi ơi, cứu tao ơi. Bèo mặt lờ. Chó vậy luôn. Chỉ vì bước hụt, bước chân hụt thôi. Làm không có tụi bây giờ.
Má chỉ là sự vô tình bắn thôi mà. Chơi sao tự có điện vậy ta? Ô cái cửa trước đục lỗ boost nha, cái cửa mà Hiếu canh nãy như cái cửa mà không cháy hiếu rồi. Đóng hồi máu đi, đóng hồi máu đi. Bát ăn một viên ở đầu. Left the game luôn. Ăn một viên ở đầu, left the game. Ủa, đụng mát. Ờ, phải là đụng mát cửa sổ bên trái. Cửa sổ bên trái, ngay chỗ tôi đứng cửa sổ bên trái. Để đi, ở đó có cửa sổ. Đụng, đá luôn. Má, thật mày. Ở đâu, đâu. Thôi em đi chỗ ông á, đó. Dễ thấy nhau quá. Ê kìa, đủ má, what the fuck. Nice. Đồ má, bắn top luôn, what the fuck. Ủa má, nãy giờ tao đéo bắn cái gì mà cũng lên top hả? Basement á, basement á. Đúng rồi. Không, em hãy làm bố mẹ vui đi bằng việc là cúp học và đi về chơi ăn Tết với gia đình. Má năm ngoái là trường em kêu là cúp 25 buổi đúng không, là sẽ bị đuổi học. Em cúp 42 buổi luôn ba cái lồn má. Em bị đuổi chưa? Chưa, anh còn học này không nổi. sao em không bị đuổi vậy? Vậy mấy hai bà cô sợ em luôn ba, bà cô nhìn em lắc đầu luôn. Má, dục mặt sinh viên Việt Nam đó con. Nhục gì, học sinh giỏi mà. Lên chợ em nghe anh có bạn con cha đó, nó quen nhỏ kia mà nó đang học ở tuốt đâu bên Hungary á. À. Sao nữa anh? Con kêu ngu quá luôn. Ủa không, sao mai đâu rồi, sao mai đi đục tường sao mai ơi. Xong cái ok đi mẹ. Cái nó còn bồ mà kiểu như là không biết là phải do con bồ bỏ bùa hay gì không mà điều này mắc cười lắm ba. Nó bỏ học từ Hungary về luôn. Đi hàng thống rồi, anh với em đi chung không. Ghê vậy? Không. Phải luôn, bỏ học luôn hả ba? Ừ, nó bỏ từ Hungary về tới Việt Nam. Xong rồi cái bà Hảo với... Vậy nha Bèo. Bà Hảo với hàng người bạn nó đi. Ôi. Cái đang đi giữa trường đang thấy nó gặp. Trời, tự nhiên nó chở chỗ nào ở Việt Nam. À. Xong cái gặp nó chở chỗ nào ở Việt Nam. Bùa nó à. Gái mà bỏ học về Việt Nam luôn ba, thấy là đỉnh vô tình, sức mạnh của tình yêu á. Mẹ nó là... Sau lưng em á, quỷ. Đó. Đội cái lồn ở đầu luôn rồi. Ừ, nó bỏ từ Hungary về Việt Nam chứ gì, chơi gái rồi ba. Đúng mà không? Ê, đây nè, có thằng đây nè. Đây nè, em thấy cái súng nè, Đi chết, nó chạy rồi. À, Castle. Cái sò trong đó luôn á. Ờ, cái sò chỗ nãy mới spot đó. Đây mọi người canh em nha, em có trời vui nè. Đây có trường oan, Cục mẹ luôn. Ủa, nó chết chưa? Chết rồi. Chết rồi, nó đạp 7 que
kêu đó. Nó vừa mới ra đạp bảy cái lăn đùng chết luôn. Có thằng rồi chết rồi. Núp đằng sau xe tụt lại. Boss hơi chưa chết thôi. À Miu hay gì kìa. Mẹ bãi luôn. Tội không phải mỗi lần mà nó bắn ra là anh ăn kêu ship. Em thấy nó chạy ngang không, tại cái góc em đứng không thấy đâu, cái anh đứng bên kia anh thấy nó. Ê trên nóc kìa. Bắn đâu vậy? Trên hatch. Trên nóc bắn xuống rồi. Trên hatch. Trên cái hatch đó vậy rồi. Đấy đấy giống. Ấy da, đi mẹ luôn, sợ mẹ luôn. Chết luôn. Nó dính cái đầu luôn, cái ghê chứ. Anh bắn gì không ngờ nó bắn dính luôn. Đụng nó là ba, đụng má. Đụng má. Sao gồm anh, sao gồm, vô lại anh canh nha. Đi lắc biên không có gì. Mát xa nhiều. Chịu rồi đó hả? Rồi chết rồi. Còn một thằng là, ôi đúng rồi, lag bia. Ôi được cái shit, ôi phải vậy rồi, phải lag bia rồi. Ủa giờ nữa mình bắn thằng nào ta? Hồi nãy đụng á, em có bắn dính chân thằng nào sắp chết rồi, nữa giờ nó mới chạy ba. Ừ, chỗ ngoài luôn á. Slash ở ngoài nha, coi chừng nha. Ngoài á, coi chừng. Đâu có đốc không? À. Có đốc đâu, còn đâu. Nó xa có thể là phân tâm mình được. Mình đã có bồ rồi. Mặc dù đủ má beo vẫn ghi nó luôn, nhưng mà beo đen. Đu dây sợ phải luôn. Đi ra 5 giá mà thì nó đu dây mà. Thấy cái bóng đó mà, ngu phải luôn. Hồi với người thích massage. Đâu vậy, đâu vậy, vô với em nè. Ở em chết đó, chọi em chết đó, chọi em chết đó. Hiếu đâu đi mẹ, Hiếu đi xa quá rồi đó, Hiếu đi mẹ. Nãy giờ team ngồi gánh chết mẹ luôn. Phòng karaoke mà chìm vòng đâu vậy Hiếu. Nghe đây phải không? Không, em chả đó. Cái lỗ nghĩa là cái lỗ mà đục tường á. Cái lỗ đục tường nó vô rồi kìa, nó vô rồi kìa. Nghĩ gì? Cái lỗ, không phải cái lỗ đó. Không phải. Cái lỗ ngay góc đó đó. Có. Góc này đó cũng có. Nó vô kìa. À. Đâu đây à? Gì massage. Đó. Ủa mới nghe bộ hồi nãy giờ đây. Không, anh bị bắn rồi. Em thấy có thằng nào nó có chỉ đúng là. Đủ má vô đây mà cũng dính thôi, trời thấy nó rồi. Địt mẹ xàm thiệt chứ. Ừ nghe lỗ đó. Địt mẹ xàm thiệt. Đủ má nắp vô bên trong mà vẫn dính nữa. Coi chuẩn đi qua bên kia á ba. Kêu rồi thằng đụng má thằng sled bắn ảo lắm ba, đụng má đéo biết bích sao luôn. Đó thả rồi nè. Rồi chạy đi Hiếu ơi. Chỗ rồi Hiếu ơi. Không, nó đưa bên kia. Cái cửa đối diện. Đúng rồi cái cửa đó. Tôi nghe tiếng bên đó đó. Đừng biết. Ở đâu rồi? Ê! Còn 20 giây à. Bên nào cũng phải chạy vô à. Đó, nè, nhìn này nha. Núp. Né, được, 6 giây nữa. Sống là hắn rồi. Đó, vậy thôi. Bắn chi cho mệt. Sống là hắn rồi. Lồn bị chậm. Đúng rồi. Có muốn đi massage. Má Huy đặt đồ, má Huy đặt cam quá hay. Quay chỗ tường đi. Để cho nó khỏi thấy cái ánh đèn mình không? Không, để nó chơi đâu. Chơi. Ủa, sao ra vô hoài vậy không? Cái gì mà nó thấy?
Thông ơi. Không nghe vậy Thông ơi. Tới không ao mẹ rồi. Không có đâu, đâu có ao. Thôi yêu để đây cho con. Đi rồi, để đi, để đi không sao đâu. Để không, để đó đi, để đây nè, để đây nè. Ôi hết hồn. Con để dưới này nè. Ôi, Nghĩa ơi, có thằng Nghĩa ơi. Ok, ok. Ủa? Không, ý là giờ đặt đâu ngon đó. Anh đi ngang cái phòng chính á, phòng sảnh chính á. Cái phòng giám đốc á, em vô đó em phiêu xuống á. Ok. Nó nằm trong phòng giám đốc á, ừ, dưới của nó là phòng giám đốc á. Có một thằng ở đó. Dính này hai phát luôn. Gạt quá.